Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay một buổi sáng cuối tuần mình test cái cặp loa Bo 301 Series 5, hàng được sản xuất tại Mỹ. Đây là những dòng đời đầu của hãng của dòng Series 301 Series 5. Thì xét về cái mức độ hoàn thiện, chi tiết và cũng như giá bán, thì những cái dòng Bo 301 Series 5 được sản xuất tại Mỹ thì giá nó sẽ có nhỉnh hơn, cao hơn những cái dòng sản xuất ở Mexico một chút nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip này để test nhanh một số cái đoạn nhạc ngắn để chia sẻ thêm với các bạn. Chia đôi một cuộc tình, em vẫn chấp nhận yêu thương anh một bóng hình. Vì con tim em đôi khi chẳng muốn vâng lời chính em. Trong nước đua tình người muộn màng đã đến chưa, hay chính anh là người vùi chôn bao mơ ước. Mơ ước trong đôi chốc trong ngày nào giờ đã quá xa xôi. Nào ai biết trước sẽ là bước trong toàn tính giữa đôi đường, em chỉ trách em yêu ngu ngơ đôi bàn tay trắng. Giờ đây mất anh coi đời sao an vắng, tình không lối thoát sau lòng cứ hy vọng mãi. Người đã ra đi ra chua xót những đêm dài, lạc vắng không anh thêm xanh sao kiếp lưu đầy nhớ thương đau. Chính anh là người vùi chôn bao mơ ước trong đời.
trong ngày nào giờ đã quá xa rồi. Nào ai biết trước sẽ là bước trong tình ai. Em không trách anh yêu toàn tình giữa đôi đường. Em chỉ trách em yêu ngu ngơ đôi bàn tay trắng. Giờ đây mất anh, cõi đời sao hoang vắng. Tình không lối thoáng, sao lòng cứ hy vọng mãi. Người đã ra đi, ra chua xót những đêm dài. Gặp vắng không thành, thêm xanh sao kiếp liêu đầy. Nhớ thương đong đầy, cuộc tình đành dở dang rồi. Sẽ đôi trắng tình em chào anh đêm tối. Giữa hai lối gì anh phân vân. Rồi ok các bạn, mình test một vài cái đoạn nhạc như vậy trên cái cặp loa Bose 301 CK5 ở trong một căn phòng của mình là khoảng 15 m2, thì không có thêm bất kỳ là sub hay là ghép thêm loa khác nha các bạn, chỉ là một cặp loa 301 CK5 này thôi. Thì liên quan tới dòng loa này thì mình cũng đã làm một số cái clip về là giới thiệu cách nhận biết loa xịn và loa nhái thông qua cái đặc điểm bên ngoài, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm với các bạn khi chúng ta đi mua cái dòng loa này, mà loa cũ á, thì mình đã có chia sẻ trên cái trang YouTube Vọt Phá Âm Thanh của mình. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh của mình và vào kênh của mình để xem những cái video đó của mình, và tiếp theo mình sẽ chia sẻ những cái video khác về các bạn, về cho các bạn chia sẻ với các bạn về cái hướng dẫn sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm vân vân. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, mình sẽ kết thúc video tại đây. Sau đây các bạn thì khi test với cái mình cố gắng thêm hai cái đèn bật led nữa ha, thì cái bài đầu thì mình để chế độ nhạc sôi động, thì những cái bài sau mình quên chuyển chế độ, cho nên những cái hai cái bài nhạc tiếp theo nó cái nhạc và cái đèn nó không có được đồng bộ nha các bạn, thì chúng ta xem nó hơi bị không có cảm giác tốt cho lắm. Rồi chào các bạn.